Xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết gì phải làm. Từ khởi sự cho đến hoàn thành thì nhờ bởi ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Cao Thị Đậm, người chị em của chúng con đã bị bệnh ung thư đầu trị. Đây là một ca ung thư ác tính. Hiện nay trên thế giới, trong các loại ung thư thì ung thư tụy là thế giới sợ nhất. Do vậy là ung thư tụy là không có khả năng để mà phục hồi. Chúng con tiếp nhận ca bệnh này, chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, nhìn đến người chị em của chúng con là Cao Thị Đồng. Xin Chúa chúc phúc lành cho người chị em của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân dân cha và con và thánh thần. Xin mời ngồi xuống nha. Bây giờ cha nói liền nha, cha nói liền cái nguyên tắc mà tại sao mình bị bệnh. Như là con người. Người này là người cổ đại nè, cái cận đại nè, cái hiện đại nè, cổ đại, cận đại, hiện đại là gì nữa? Cao hơn cái cận là hiện đại là gì? Ai mà xì ra được cái câu đó không? Tương lai. Tương lai. Tương lai thì mới có 4 điểm thôi. Thì cổ đại là cũ nhất đúng không? Viết vậy cũng chưa đúng. Viết lỡ viết thì viết cho đúng luôn ha. Lỡ viết thì viết cho đúng luôn. Cổ đại nè, rồi trung đại nè, rồi cận đại nè, rồi hiện đại nè, cái gì nữa? Cấp. Cấp gì? Cấp cao. Cấp gì? Cấp tiến, đúng không? Cổ đại, trung đại, hiện đại, cận đại, hiện đại và cấp tiến. Sau cái hiện đại là cấp tiến, tức là nó tân thời hơn, tân thời hiện hơn hiện đại là cấp tiến. Vậy thì bây giờ tại sao mà cha phân biệt ra là năm thứ này, tức là vũ trụ này là theo các nhà khảo cổ học gia người ta đếm được là hàng tỷ năm, khoảng 20 mấy tỷ năm, khoảng 20 mấy tỷ năm là trái đất này. Nhưng cái nơi mình đang sống ở trong đất nước Việt Nam mình á, thì các nhà khảo cổ học đã đếm được là 2500 năm. Cái nơi mình đang ở đó, cái đất nước của mình đang ở đó, mình không nói là Nhật Bản hay là nói chung là châu Á đi ha, nói chung là châu Á, thì các nhà khảo cổ học đã tính được là 2500 năm. Thì như vậy là trong 2500 năm qua thì nó có 1, 2, 3, 4, 5 loại người. Loại người thứ nhất là loại người cổ đại. Loại người cổ đại là loại người sống như sao? Đời sống của họ là đời sống gì? Săn bắn hái lượm ha. Là gọi là ăn lông ở kỳ quá. Ở lỗ là sao? Ở hang đó. Ăn lông gì? Đó, hiểu rồi ha. Vậy thì mình có nằm trong cái loại người này không?
Có không? Không. Loại người trung đại thì loại người ăn gì? Hả? Ăn chín ở ăn chín ở ở nhà. Nhà tranh. Tạm vậy đi nha. Ở nhà tranh. Còn cái người cận đại. Hả? Người cận đại này ăn sao? Khác hơn à. Ăn chín là ăn chín như thế nào? Ăn chín có nghĩa là gì? Bắt con gà thả vô bếp lửa chín ăn là ăn chín. Còn ăn lông là không. Ăn sống. Còn ăn chín là bắt con gà thả vô lửa rồi xé ăn là ăn chín. Rồi ăn này ăn gì? Ăn có chế biến. Ăn có chế biến. Gọi là ăn gì? Hả? Ăn có chế biến tức là có nêm nếm rồi ha, nè, tức là ăn khác hơn ha, khá hơn chút ha, tức là ăn cấp cao ha, ăn cấp cao hơn, ăn cấp cao hơn. Còn ở nhà thì nhà à, ở nhà ít nhất cũng là khá hơn nhà nhà này ha, nhà tốt hơn ha, nhà tốt hơn. Rồi tới hiện đại. Hiện đại là mấy? Bây giờ là ăn gì? Giờ là ăn cái nào? Ăn chín là bỏ con gà vô đống lửa nướng ăn. Còn bây giờ ăn cấp cao hơn là bỏ con gà vô son rồi nêm nếm rồi ăn. Còn bây giờ ăn kiểu nào nữa? Bây giờ nó trở lại ăn kiểu nào? Hả? Bây giờ nó trở lại ăn ăn lông. Tại sao nó trở lại ăn lông vậy? Tại vì trong cái quá trình cái người cổ đại họ ăn lông á, thì ông bà tổ tiên người ta, con cháu người ta thấy người ta sợ quá lẽ rồi, người ta dẹp bỏ cái ăn lông. Ăn lông là ăn sống. Rồi người ta sang qua cái ăn chín. Rồi cái ăn chín này cái bắt đầu người ta thấy người ta không đã nữa, người ta phải chế biến hơn. Chế biến hơn nữa, bây giờ người ta chán rồi, người ta quay trở lại ăn ăn lông. Giờ có một số người này người kia, bây giờ thí dụ như giờ mình mua tôm về mình lột ra rồi mình chấm gì ăn? Ăn sống hay ăn chín? Sống. Ăn đó gọi là ăn gì? Phải trở về thời cổ đại không? Đúng không? Bây giờ nó đang quay ngược mà nó không hay. Nó đang quay ngược mà nó không hay. Nó tưởng rằng là nó cấp cao hơn. Nhưng mà những cái con người hiện đại này nè đang quay ngược trở về đây nè. Cha nói ví dụ là cái vừa ăn chấm mù tạt thôi. Còn chưa nói là bây giờ là mần con heo ra rồi thui xong, phải không? Đốt lửa xong rồi sẽ là ăn liền, có không? Có ăn rồi phải không? Không, không thấy. Có thấy ở đâu? Trên mạng. Cũng trên mạng không nữa. Nhưng mà có đúng không con? Dạ. Vậy có phải giống thời này không? Ha? Giống thời này nè. Giống thời này và thời này. Có nghĩa là con người ta hiện giờ mình nhìn mình thấy sang trọng vậy đó. Ồ đẹp. Nhưng mà đang ăn kiểu này nè. Đang ăn kiểu này với kiểu này. Bây giờ ở Nhật Bản người ta có loại cá. Cá mà cá ăn sống á. Bắt nó, cá ngừ phải không? Vậy là con có ăn rồi hả? Bắt nó lên rồi là xẻ nó ra là ăn đi. Vậy là con người ta đang trở lại vào cái thời kỳ này. Mà người ta đang ở cái giai đoạn hiện đại. Mà người ta quên đi cái giai đoạn hiện đại. Vậy thì bây giờ giai đoạn hiện đại này người ta đang ở đây mà người ta tưởng rằng người ta giỏi ai rồi đâu, người ta đang trở về giai đoạn ăn lông ở lỗ. Vậy bây giờ ta không ở giai đoạn hiện đại nữa mà ta lên giai đoạn cấp cao hơn nữa là cấp tiến là ăn gì? Ăn cây cỏ, mang hạt giống. À, vậy chúng ta sẽ xét năm cái giai đoạn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại, cấp tiến. Giai đoạn này chúng ta ăn lông ở lỗ.
Giai đoạn này ta ăn cây cỏ mà hạt giống nó cách xa nhau chưa? Quá lẽ sai mà. Quá lẽ sai. Vậy thì ông bà ta ngày xưa đâu có nói là ăn cái này. Ông bà ta ngày xưa ăn cái này chẳng qua không có gì để ăn thì mới ăn cái này. Chứ còn bình thường là bắt được con cọp là sẽ ăn liền, bắt được con gà là sẽ ăn liền. Vậy thì con người ngày hôm nay nó hư thối hết rồi. Nó mới ra ngày ung thư. Là sai, sai cái chỗ ăn. Sai ngay cái chỗ ăn mà ra. Vậy thì bây giờ mỗi người ăn đến đây, cha đưa họ trở về cấp cấp tiện. Cấp tiến có nghĩa là gì? Có nghĩa là giờ đây ta không ăn lông, ta không ăn chín, ta không ăn có xào nấu, ta cũng không ăn quay ngược trở lại, mà ta đi nữa. Còn những người hiện đại này đang quay đầu, đang quay ngược về không? Chị đang ăn thịt mà có khi sống sống gì vẫn ăn được. Ví dụ bò. Tái mướt được ha. Tái mướt. Còn tái mướt. Thì cái tái mướt đó có khác này không? Đâu khác này đâu. Nó chỉ cao hơn này chút thôi. Mà nó là thằng ăn chín rồi. Rõ ràng là có thể người hiện đại trở về người trung đại không? Phải không? Chị thấy chưa? Chị chữ thập đỏ thấy chưa? Rớt hết chưa? Và khoa học đã chứng minh 2500 năm qua trên cái vùng đất này, chúng ta đi từ cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại và cấp tiến, thì mới có ông cha Tường là đi cấp tiến. Và ổng đi cấp tiến cho nên bệnh nó mới đến đây. Chứ nếu ổng mà còn cái thời hiện đại là nè, có đến đây không? Đến bệnh viện Từ Dũng. À, bà này đâu có đẻ mà Từ Dũng. Chờ rảy không muốn. Ừ. Nếu như mà cha không cấp tiến thì con không đến đây. Đúng vậy không? Vì cha cấp tiến cho nên con phải đến đây. Thật ra con không hiểu cái chỗ cha nói hôm nay. Nhưng trong cái thâm tâm của con nhận ra được cái điều đó. Nhận ra được chỗ ổng chữa có khả năng hết. Chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Nhưng khi con đến đây cha mới chỉ cho con thấy đời sống của cha nó cấp tiến, con hiểu rõ hơn đi. Giờ đây cái suy nghĩ mà ổng chữa được cho tôi đến đây. Nhưng mà không ngờ khi tôi đến đây tôi mới thấy là cái điều tôi nghĩ là đúng, ổng đang là người cấp. Cấp tiến. Đúng nè. Cha chỉ nói như đây thôi nghe. Năm loại người thôi. Cái loại người này, loại người đang có mặt ở đây là loại người hiện. Hiện đại mà đang trở về cái thời trung, trung đại. Đó, cụ thể là mình ăn bò tái mướt. Thấy không? Ăn bò tái mướt là trở về thời trung đại. Mà cái thức ăn này mới làm cho mình, ai cũng biết ăn là bệnh, ai cũng hiểu mà, phải vậy không? Thưa thầy, thưa cha, con ở dưới đây cũng cấp tiến nè, đây mấy chục năm cây cỏ không nè. Rồi, mấy chục năm cây cỏ mà cũng bệnh. Dạ. Rồi để lát cha giải thích sao, chỗ này quan trọng lắm à. Dạ. Cha nhớ cha giải thích trên mạng nhiều lắm. Dạ. Không, cha nhớ cha giải thích trên mạng nhiều lắm rồi, nhưng mà lát cha giải thích lại cho nghe nha. Để mình mãn nguyện mình bị bệnh. Nha. Bây giờ, cái người cấp tiến người ta sẽ ăn cây cỏ mang hạt giống. Vậy thì bây giờ, tất cả những người hiện đại này con công nhận là nó là hại điện hết rồi. Chắc chắn nó sẽ bị hại điện hết. Ha. Là coi như mình bỏ qua phần này được chưa? Bỏ qua phần này. Đó. Bỏ qua phần này. Bây giờ cha giải thích cho các bạn này tại sao bà cấp tiến và bà bệnh. Bà cấp tiến được bao nhiêu năm? Năm nay bà bao nhiêu tuổi? 62 tuổi. Ăn được 30 tuổi. Tức là 30 tuổi trước ăn hay là 30 tuổi sau ăn? 30 tuổi mới bắt đầu ăn. Vậy thì từ 1 tuổi cho đến 30 tuổi là ăn hiện đại hay ăn cấp tiến? Vậy thì nó đã bệnh ngay từ giai đoạn này rồi. Đâu có chờ tới đây. Rồi từ 30 tuổi cho đến 62 tuổi. Cho đến 62 tuổi là anh đã bệnh rồi. Tại sao? Khỏi chu mà. Tại vì cái ADN của anh nó đã bị gì? Biến đổi rồi. Đột biến gen rồi. Hiểu chưa? Coi như là cuộc đời của anh ăn từ 0 tuổi á, mà đến 62 tuổi anh bệnh.
thì phải giải thích theo một cách khác. Còn cái này cha đang giải thích theo khoa học. Từ 1 tuổi đến 30 tuổi mà anh ăn ăn cái giai đoạn hiện đại là ăn bò tái mướt thì chắc chắn là cái gen anh bị biến đổi gen, đúng chưa? Biến đổi cái gen của mình, nó không còn khả năng nó bình thường nữa. Giống như bây giờ cha nói bây giờ là bây giờ cái hộp này lúc cha mới mua nó còn nguyên si không? Mấy tôn cha xài thời gian nó biến đổi chưa? Cái này bây giờ nó te tua đây nè, phải biến đổi không? Vậy thì cái bà này bà ăn từ 1 tuổi đến 30 tuổi, từ mới đẻ ra cái hộp còn do nè, thì bà ăn sau 30 năm thì cái con người bà nó bị biến đổi thành cái hộp te tua rồi. Nhưng mà nó chưa đủ điều kiện để nó bộc phát bệnh. Đến thêm bà 30 năm nữa nó quất bà sụm luôn. Đúng không? Vậy từ một tuổi đến 30 tuổi là bà ăn cái thời hiện đại là ăn bò tái, đám cưới nào mà không có bò tái. Thấy không nè? Ăn đủ thứ luôn. Cho nên cái giai đoạn này là giai đoạn bà đang bị biến đổi gen mà bà không biết. Gen của mình biến đổi. Rồi trong giai đoạn này mình cũng là chữa trị đủ chỗ đủ nơi, phải không nè? Rồi mình cũng phải cản trở bệnh đủ thứ, mà cản trở được 30 năm sau thôi rồi cuối cùng nó quỵ. Thấy không? Vậy thì trong 30 năm này, bây giờ cái này nè nó hư rồi, bây giờ làm sao cho nó phục hồi lại đây? Nói cho nghe coi. Vậy làm sao cho còn do lại được? Cha đang nói cái hộp này. Bây giờ một là mình sẽ sửa lại thôi, cho nó gọn gàng, chỉnh sửa lại cho nó gọn gàng. Làm sao dán lại làm sao cho nó gọn gàng thôi, chứ nó còn được nguyên si nữa không? Vậy thì rõ ràng là từ 30 tuổi đến 60 tuổi này là bà ăn cây cỏ nó chỉ chỉnh sửa lại cho gọn gàng thôi, đúng không nè? Nhưng mà cái bộ máy mình nó đã bị biến đổi rồi, nhất định nó sẽ bị, nó chịu hết nổi rồi, nó sẽ bung hết nè. Vậy con đồng ý rồi phải không? Đồng ý là bà bị biến đổi gen rồi phải không? Còn nói theo đạo Phật là bệnh nghiệp, tức là ngay từ cái khai sinh của anh nè, ngay từ là cái tinh trùng của ba anh là tinh trùng động vật, cho nên đẻ anh ra thì anh phải là động vật. Thì anh động vật, anh ăn động vật thì thời gian anh sẽ bệnh. Mà nếu anh ăn cây cỏ thì cái điểm xuất phát anh là động vật thì nhất định một ngày nào đó anh sẽ bị hư. Thí dụ như giờ cho bạn áo này, cái điểm xuất phát của nó là KT, mà đã KT thì nó rút mồ hôi, thì bây giờ là tới ngày cuối cùng nó cũng sẽ rút mồ hôi như thế. Ha? Vì điểm xuất phát nó là như thế. Còn giờ điểm xuất phát của mình, điểm xuất phát của cha là cái áo này là áo muslin. Muslin có rút mồ hôi không? Không. Thì đương nhiên là bận 20 năm sau nó rút mồ hôi không? Cũng vậy thôi. Cho nên cái điểm xuất phát của người mà ăn chay trường là điểm xuất phát anh là tinh trùng động vật, thì sẽ có một ngày nào đó anh bị cục lại. Vì cái bản chất của anh là như thế, là động vật, nó sẽ phải hư. Vì con động vật nó đâu có tuổi thọ nhiều, nó sẽ phải bệnh ngã được nha. Vậy thì giải thích hai cách được hết rồi ha. Thì trở lại bây giờ chúng ta sẽ đưa bà này trở về với con người của cấp cấp tiến. Vậy thì bây giờ cha ơi, bà này bà đã trở về con người cấp tiến là 30 năm là ăn cây cỏ mang hạt giống rồi, đúng vậy không? Vậy tại sao bà vẫn bị ung thư cha? Thưa con ơi, do bởi con đã bị ung thư 30 năm trước rồi, nhưng cái mầm ung thư đó nó chưa đủ mạnh để nó phá con, đúng không nè? Vậy bây giờ con đến với cha, cha đưa con lên một con người cấp tiến hơn nữa là ăn gì? Ăn cháo gì? Ăn cháo gì? Ăn cháo nano. Đó, con người cấp tiến hơn là ăn cây cỏ ăn hả? Hạt giống nữa. Thêm một cái cấp cao hơn nữa để trị bệnh. Cấp tiến là ăn cây cỏ mang giống, mà tiến hơn nữa là ăn cháo nano. Vậy thì bây giờ 30 năm trước bà bị ung thư rồi, rồi 30 năm sau bà ăn cấp tiến rồi nhưng mà bà vẫn bệnh. Tôi đưa bà lên một cái cấp cao hơn nữa để khống chế lại cái bệnh của bà, là bà sẽ hết. Đó là như vậy nha.
Đồng ý không? Nhưng cha nói tiếp, đó là cái nguyên lý chữa bệnh đó. Còn chữa như thế nào, chữa bằng bằng thuốc nào, chữa bằng cách gì đó thì các thầy người ta sẽ dạy mình, dạy bệnh nhân. Như người nuôi, ai là người nuôi? Con là con hay mẹ? Cháu. Cha, cháu nuôi bộ không ổn rồi nghe. Bà có con cái gì không? Ai, ai, con, hai người nuôi một người hả? Cha thấy bệnh này khó lắm rồi. Tại vì là cái người, cha kinh nghiệm cha nói thôi, cha kinh nghiệm cha nói thôi. Bây giờ cha nói cái phần này rồi nha, cái phần này cha đã nói rồi nha. Bây giờ cha nói tiếp, cái bệnh ung thư tụy này nè, là năm 1900 mấy 2000 đó, quốc gia Pháp nó bệnh bao nhiêu á, chết sạch. Ung thư tụy chết sạch, không có đứa nào sống. Tại sao vậy? Tại vì khi ung thư tụy là cái nơi mà nó khi mình ăn vào nó không cho mình tiêu hóa, đau bụng tối ngày. Phải không? Nó không cho mình tiêu hóa. Cho nên thể mình càng ăn vô là mình càng mau bước ra nghĩa địa. Cả gan mình ăn là bước đi, ăn là bước ăn, hãy ăn một chén cơm là bước đi một bước, ăn cục thịt là bước đi một bước, ăn trái chuối là bước đi một bước, bước riết tới đất thánh, tới nghĩa địa rồi nằm trong đó luôn. Nhưng mà bà đâu có biết ăn suốt không? Mà cháo gì? Rồi, cháo trắng cũng như cháo gà, cháo vịt thôi. Cái hột cháo nó lợn cận, nó đâu có nở. Đúng không? Rồi vẫn chết như thường, không tiêu như thường. Tại vì cái hột cháo đó, nó là cái tinh bột của nó chưa chín. Hiểu không? Cái tinh bột của cái hột gạo đó, nó chưa chín. Do vậy mà khi mình càng ăn vào thì nó càng không tiêu mình. Mà khi cái bộ phận cơ quan lục phủ ngũ tạng của mình, cái khó nhất là cái tụy. Mà khi cái tụy nó báo cho mình biết là hư rồi, là buộc anh phải ăn cháo nước, không ăn cái gì khác được hết. Mà anh ăn yếu thì vẫn chết như được. Anh ăn phải ăn mạnh vô. Ăn mạnh được không? Khó ăn lắm. Nhưng mà cái cháo này nó khác. Cái cháo này ăn nó không khó ăn. Hồi nãy vô nhà trọ, ông chủ nhà trọ có phân tích chưa? Thì từ từ, từ từ nha. Nhưng mà mình phải quyết chí sống nha. Mình phải cố sống nha. Mình phải cố sống để mình làm một cái gì đó cho đời nha. Nếu mà cha là thầy thuốc giỏi thì thế giới này không có bệnh. Đúng vậy không? Vì cha phải công nhận là cha là thầy thuốc như mọi người thôi. Vậy thì có kẻ sống người chết. Vậy thì cái quan trọng, cái phần chăm sống là ở nơi người bệnh. Còn ở nơi thầy thuốc, người ta đã can thiệp hết mọi thứ cho mình rồi. Còn nếu mà mình là mình không quyết chí bám theo cái công nghệ này thì mình ráng chịu thôi. Và lúc đó phải hỏi câu là hỏi Thượng Đế của anh. Hỏi xem Thượng Đế có cho anh sống nữa không. Nha. Và Thượng Đế là ai vậy? Thượng Đế ở đây là ai? Thượng Đế chính là chúng ta đây nha. Chúng ta muốn sống hay chúng ta không muốn sống? Tại vì sao? Theo lịch sử của Hội Thánh Công Giáo và theo lịch sử của khoa học ghi chép lại thì khoa học chứng minh con người sống từ 120 tuổi đến 140 tuổi. Khoa học thì con người sống từ 120 đến 140 mới chết. Theo Kinh Thánh này, khoa học Kinh Thánh thì con người sống từ 120 đến 140 mới chết. Vậy thì mình chết sớm là tại ai vậy? Tại mình, tại Thượng Đế biểu mình chết thôi. Ta ăn này ta chịu không nổi, ta yếu sức thôi, ta ăn cái kia, đúng không? Thôi giờ tao bệnh quá rồi, chắc không ai trị nổi tao nữa đó, tao muốn chết cho rồi. Mất công cực khổ con cháu nó nuôi, nó đổ cức đổ đái, phải vậy không? Mình nằm đó mình thấy con mình nó đổ cức, mình nói thôi để má chết cho rồi con ơi, cực khổ con quá. Không nói vậy được con. Con phải sống, biết đâu con còn một hơi thở con vẫn cứu được một người khác. Con hiểu không?
con may cho con là con chủ tịch chữ thập đỏ, con dẫn người đi như vậy, con cứu một người đó. Sống hay chết đều không quan trọng, nhưng con đã cứu được một người. Con hiểu chưa? Con đừng tưởng con dẫn người ta đến đây mà người ta sống hay người ta chết. Dẹp cái đó qua bên. Cha đang tuyên dương con là con tốt lành vô cùng, con cứu được một mạng người chị em. Con làm chữ thập đỏ lâu lâu đi con. Đời con không dễ gì được dẫn một người nữa đâu. Nha. Rồi ngày mai này con dẫn chồng của con, dẫn con, biết đâu con bệnh rồi sao? Đâu biết được con. Trên đời này con đã ăn theo kiểu hiện đại mà. Con làm việc làm cò mà bò tái mướt là bình thường. Đúng vậy không? Con dẫn được một người chị em của con là con may mắn vô cùng. Tết năm nay là coi như con thành công lớn đó con. Về nhà con nói với chồng, với con, với chính quyền, với chủ tịch, với ủy ban, ông ơi, tôi làm được một cái chuyện mà đời tôi chưa bao giờ làm được. Hiểu không? Tốt vô cùng. Vậy thì con ơi, còn một hơi thở con cũng phải ráng sống để con cứu người chị em của mình. Chứ con đừng nghĩ rằng tao bệnh quá, tao nằm đây, tao đài ải nó. Dẹp cái tư tưởng này quăng bên. Hiểu không? Còn những người đi nuôi bệnh, mình nuôi là để mình chuyển cái nghiệp của mình. Mình nuôi người ta để cho mình được vượt qua bệnh tật. Chứ mình đừng tưởng tao nuôi mày rồi giờ tao ở trong hốc bò tó đó rồi giờ thôi tao không có gì ăn, tao chán quá tao bỏ chạy về. Đúng vậy không? Má mày thì mày không đúng, chứ người khác là mày đúng cho coi. Bạn nuôi hay là cháu nuôi là đúng á con. Cha chữa bệnh một năm rồi cho biết bạn nuôi với cháu nuôi nó bỏ chạy sạch. Trừ ra má nó hay là cha nó hay là em nó, em cũng chạy luôn. Trừ ra con đẻ của mình. Bởi vì cha mong cho cha đừng bệnh. Mấy thằng độc thân này là kẹt dữ lắm. Mấy đứa nào độc thân này về kiếm cha đi. Đông Ngàn Thanh nè, Ngọc nè, Tâm rồi nè, độc thân gì kiếm cha đi. Chứ còn cái đám mà mình bệnh lên rồi nó dẹp sạch. Nó bỏ hết. Nhưng lúc đó mình hãy nhớ, còn một hơi thở anh cũng phải sống để anh cứu người. Biết đâu một lời nói của con thôi đã làm cho thế giới chuyển biến chuyển rồi. Phải không? Một lời nói của mình thôi chứ đâu phải không? Mình đâu có, trên đời này không có thằng nào mạnh hơn thằng nào, mà không có thằng nào yếu hơn thằng nào. Thì mày 45kg, tao 45kg, thì mày một cái quả đấm của mày là 20kg thì tao nhẹ hơn mày, tao 19kg thì mày có hơn tao gì? Phải không? Vậy lời nói của mày cũng giống như lời nói của tao, nhưng lời nói của tao khác hơn lời nói của mày ở chỗ là tao là người cấp. Đúng vậy không? Còn mày, lời nói của mày là người cổ, cổ đại đó. Nó khác hơn lời nói của mày là chỗ. Bây giờ cha với con, cha đâu nặng hơn con mấy ký. Tại sao cha khiển con ngồi ở đây được? Con đang có mọc gì đang ký vô, tại sao cha khiển con được? Do bởi cha là người cấp, cặp tiền. Còn nếu cha ăn động vật như con, làm sao cha kêu con về đây được? Ôi, tự vũ. Ôi, quen tự vũ. Chợ rẫy, phải không? Chợ rẫy ung bú giỏi hơn ông, phải không? Tại sao con không đi chợ rẫy, đi ung bú đi, mà đi về đây cái đám lá này, cái nhà lá này, cái đồng ruộng này? Vì cha là người cấp. Điều này cha nói hôm nay chả ai nghe đâu, nhưng ngày mai này nó sẽ ứng nghiệm. Ngày mai này nó sẽ ứng nghiệm. Thì cha nói trước nha, cái bệnh ung thư tụy này khả năng nó chết 10 người chết hết 10, không có người nào sống hết. Hãy nhớ cái câu đầu tiên cha nói. Nhưng mình đừng nghĩ ai cũng chết, 10 người đó chết nhưng tôi sống. Phải không nè? Mình phải có niềm tin, và mình phải có ý chí. Mà niềm tin và ý chí nó thể hiện ở chỗ là sau khi tao bệnh tao làm cái gì thì niềm tin và ý chí nó mới mạnh. Còn mình nói sau khi tao bệnh tao về tao kiếm thịt bò tao ăn tiếp thì khỏi sống con. Khỏi sống nha. Sau khi tôi khỏe lại rồi tôi sẽ đứng lên, tôi té rồi tôi đứng dậy, tôi sẽ làm gì cho những người xung quanh tôi, chị em tôi, chủ tịch tôi, bà phó chủ tịch, bác kè tôi đến đây, tôi đền ơn đáp ngã cho bạn như thế này. Nhất định con phải sống. Còn nếu con không có ý tưởng đó, nhất định con khó sống gì lắm. Nha, nghe cha nói nha. Phải tin tưởng nha, phải tin tưởng điều đó nha. Rồi, bây giờ khi làm giấy thì mọi người đã coi trên mạng rồi phải không con? Có coi trên mạng chưa?
chữa bệnh ở đây, đã đến đây chữa bệnh rồi mà nếu chết phải vui vẻ đem về chôn, vì không còn đường, không còn đường đi nữa. Đi đâu nữa nói cha nghe coi. Đi đâu nữa nói cha nghe coi. Không có nơi lãnh mình nữa. Mà nó lãnh nó lấy hết tiền mình thôi rồi mình cũng đi về. Đi về chứ. Còn ở đây cơ hội sống cao lắm. Mà ở đây đặc biệt là không phải trả tiền. Trả tiền nhà trọ thì phải trả nha. Còn tiền chữa bệnh không trả. Vậy thì cha nói trở lại vấn đề. Khi con đến đây con chữa bệnh mà nếu mà Thượng Đế không còn cho con sống nữa, con hãy vui vẻ mà chết. Vì nơi này là nơi cuối cùng của cuộc đời. Ha. Còn ngược lại con sống mạnh khỏe con về thì cũng thiếu gì người sống trở về. Mà cũng đầy người chết ra về. Kẻ thì ra về hay trở thành hoa hậu ung thư. Kẻ thì trở về rồi là cái gì? Người chết gọi là bốn người khiêng. Vậy thấy nơi này là cái nơi quyết chí, tin tưởng, phó thác, tín nhiệm và ý chí đầy thì trở thành hoa hậu ung thư trị. Ung thư mà hoa hậu. Còn nếu nơi này mà vô đây mà ẻo rồi 3 ngày 4 nước khiêng ra xe luôn rồi đi. Mà bệnh này đến đây chết thì bình thường. Bệnh này bệnh chết chứ không phải bệnh sống. Bệnh này là bệnh chết, không phải là bệnh sống. Cho nên bệnh này có chết là bình thường. Vậy thì khi đến đây làm giấy, có 3 điểm sau đây mình không được làm khó. Thứ nhất là nhà trọ. Nhà trọ người ta xây cho mình ở, bây giờ mình chữa bệnh mình thường sống thôi, chết mình chết mình thương chủ nhà trọ được không? Ổng đâu làm gì mình đâu, mình thương ổng. Không nè, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nơi chữa bệnh. Giờ cha với mấy thầy đang chữa bệnh cho con, cha với con đâu có quen biết. Vậy thì cha làm cho con chết làm chi vậy? Cha phải mong cho con được sống. Mà khi bệnh con nặng quá lỡ nửa chừng con chết cái con thưa cha đi ở tù, vô duyên không? Vô duyên lắm ha. Cha đâu có mong con chết ở đây. Mà khi con chết ở đây con làm khó cha là con quá vô duyên. Không nè, cha mong cho con hết bệnh mà. Rồi một người thứ ba là cái bà chủ tịch. Bà có mong cho con chết không? Bà mong cho con sống. Vậy bà đưa con đến đây. Thế con không hết bệnh con chết, con nói bà dẫn tôi đi đâu vậy? Thưa bà vô duyên không? Con thấy vô duyên không? Những người nuôi thấy vô duyên không? Vậy chúng ta đến đây chữa bệnh rồi thì chúng ta một lòng một ý chữa bệnh. Sống thì đem về, nuôi chết đem về. Đó là bình thường. Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý mới làm giấy, không đồng ý không làm giấy mới chết thương nó sao? Không nè. Nhưng mà không ai muốn cho mình chết. Nhưng mà điều này phải nói trước, bởi vì bệnh này là bệnh chết. Phải nói trước. Được không? Bà chủ tịch thấy được không? Con thấy được không? Con thấy được không? Mọi người thấy được không? Vậy là đồng ý ký tên ha. Rồi, cho ký tên vô. Bởi vì nếu mà nó không đồng ý nửa chừng có bị gì khó lắm không? Ký 2 miếng giấy cho bà chủ tịch, bà đem về 1 miếng. Trình làng, về trình với ông thủ trưởng mình á. Ha, cha ký trả lại cho 1 miếng rồi đem về trình với ông thủ trưởng. Rồi ông nói mình đi đâu tùm lum vậy? Hôm nay tụi con mới biết là tụi con đang sống cái thời trung đại là thời ông bò tái mướt á. Thì con viết chữ đầm đìa đi. Nay đầm đìa, đầm với đìa nó có một thôi. Viết thêm chữ nữa. Làm giấy nhiều lắm, hồ sơ phải kỹ lưỡng. Chết rồi nó thưa rồi, ở tù không nổi. Ở hết đứa này tới đứa kia. Ở vừa ra tù đứa này lại đi ở tù đứa khác. Có gì sao nó chữa bệnh chết nhiều. Ở đâu có nổi. Rồi làm khổ cho những người dắt đi như là cái bà chủ tịch. Tội nghiệp bác.
Hồi nãy vô ông trưởng ấp ông vui vẻ không? Ừ. Ông làm giấy tờ xong hết rồi phải không? Ừ. Ông cũng dân ký tên cho người ta ra viện đó. Đây là con được yêu thương và cho không nha. Ừ. Tới không? Dạ. Thôi vậy được rồi. Mình là người tốt không à? Chứ không phải mình người lộn xộn đâu. Mình người đúng luật pháp không à? Hồi nãy vô trong ra làm việc thì có chính quyền ấp rồi. Chính quyền ấp họ làm việc cũng gặp rồi phải không? Họ cũng ký tên đóng mộc gì trong đó đủ thứ chỗ đây rồi. Tới đây nữa thì chắc người ta tin tưởng là không có làm khó cha được đâu. Giờ bắt cha đi ở tù chưa ăn Tết mà. Cha ký lại cho miếng rồi đem về bỏ trong túi nha. Để mà báo cho ông thủ trưởng nha. Bây giờ thầy Thanh giữ hết hồ sơ này ha, mấy thầy giữ hồ sơ này rồi ghi chú trong đó đàng hoàng vô trong đó rồi trao lại cho bà phó chủ tịch một tờ để bà giữ trong người của bà để bà vừa bảo báo lại cho thủ trưởng bà biết ở bên đây có các thầy ký tên nữa. Cha ký rồi mọi người ký rồi các thầy ký trong này nữa. Nên khi chữa một ca bệnh nó sẽ đầy đủ thủ tục hồ sơ vậy. Rồi ba ngày Tết này nhớ tới ca này thôi nha, còn ca nữa đang rình rình tới được Trung Quốc ngay ngày 1 Tết luôn. Cúng người thì đâu có kể ngày nào đâu cha. Cúng giờ này bà mới dí mình là cúng người nữa ha. Giờ này bà ép mình vô chỗ cúng người. Mình bó tay chấm cơm liền. Nghĩa là tôi được quyền ăn chơi còn anh phải lo cứu người phải không? Cố lên nha. À, nãy cha nói nãy giờ rồi đó. Cha nói tại vì mình đi sai đường hết rồi mình mới bệnh, giờ mình sửa lại chút thôi. Ăn cháo nano, mua cái lò áp suất rồi các thầy sẽ dạy cho mình biết nha. Xong hết rồi không? À, sao có ai ý kiến gì không? Bà chủ tịch có nói gì không? Dạ không. À, có ai nói gì không? Có ai rầy rà gì không? Dạ bảo cha điều gì không? Nói luôn cho rồi mình nghỉ. Cái này mình khám hàng ngày sao?
chút nữa có các thầy, các hỏi các thầy sẽ hướng dẫn hết mọi thứ nha. Muốn hỏi là giờ giấc đi khám rồi đó. Giờ giấc thì lát nữa thầy Thâm, thầy Tâm, thầy Tiến, thầy Năm nói ha. Ok ha, rồi. Dân dân cha và con và thần anh em sáng dân đi Chúa Cha và đi Chúa Con và đi Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các bạn linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hàng sáng nay mà Đức Chúa Trời sáng nay vì vậy vô cùng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi cha cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người mạnh khỏe vui vẻ, ăn năm mới thành công nha. Cha cứu được 28 ca bệnh nay. Mình sẽ nghe cho rõ nha. Cha cứu được 28 ca bệnh nan y có giấy tờ rõ ràng đâu đó đàng hoàng và có chính phủ Việt Nam phê duyệt, cụ thể là chính quyền địa phương, cụ thể là khu vực các nhà khoa học đầu ngành cả nước ở Hà Nội đã phê duyệt. Trong tâm tư tiếng gọi ngày nào vàng câu yêu thương lời giáo ước thì con nguyện chung tin chót đời dâng hiến đây niềm mơ ước đời xin mãi thuộc trọn về Cha. Thank you.
cho bao mưu toan tháng ngày vật vùi, cho bao nguy nan một thân ta đành, nguyện linh hồn thân xác mãi là chinh trắng, cho vẹn câu ước thề cho thế trần mùa hồng ân. Chương trình chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người trên 196 quốc gia, chứ không chữa riêng cho người Công giáo hay là người Phật giáo. Nhưng tất cả những người thuộc các tôn giáo khác thì chủ tịch chữ thập đỏ xã dắt về. Ngoài những người ngoại quốc mà có quốc tịch Mỹ, những người các nước khác mà có quốc tịch của nước khác ra sẽ chữa, không cần ai dắt về cả. Còn nếu có thẻ xanh cũng không được, thẻ xanh gọi là tạm dung tạm trú. Thế và sau đây thì chúng tôi sẽ bàn tất cả những phần biên bản của cái hội thảo hôm nay. Thì tất cả các nhà khoa học đã rất là nhiệt tâm, các nhà khoa học đã ký ủng hộ hết tất cả các yêu cầu của các chú rồi, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái thắng lợi lớn nhất. Thế còn tôi cũng xin đọc qua này cái biên bản thế này. Biên bản ghi nhớ hôm nay ngày 02 tháng 12 năm 2018 tại phòng hết tại phòng 22 hội thảo trường trung tâm hội thảo quốc tế hội trường cán bộ hội nhân dân ngõ 4 Phương Dương Khuê, phường Mai Dịch, Hà Nội, quận Cầu Giấy vào lúc 8:30 diễn ra của hội thảo gồm 30 nhà khoa học và các thành viên khác đã đến nghiên cứu và chia sẻ trao đổi về điều trị ung thư giai đoạn cuối của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Đường và các cộng sự tỉnh Trà Vinh. Chủ trì hội thảo đồng chí Trần Xuân Tư, nguyên chủ tịch hay là chủ tịch hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam nhiệm kỳ 1 2013 2018, người báo cáo nhà nghiên cứu thực nghiệm đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Đường, thư ký bác sĩ Đông Y, chủ tịch hội diện Trần Mỹ tại Việt Nam là bác sĩ Đồng. Các nội dung đã được trao đổi như sau: một, nguồn gốc phát bệnh ung thư; a, lý do ngoại tại; b, lý do nội tại; hai là công nghệ nano, nano theo khoa học là gì, tại sao chúng ta phải dùng lượng từ nano; ba, chúng ta phải đối phó với tế bào siêu độc ung thư bằng cách nào, cháo nano rồi dược thảo nano rồi các cái giải pháp khác. Sau khi nghe báo cáo của nhà nghiên cứu và thực nghiệm thành công đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Đường, các nhà khoa học đầu ngành đã chia sẻ bàn đạo trao đổi rút ra những vấn đề cơ bản sau đây: một, cách tiếp cận vấn đề ung thư và điều trị ung thư, do vậy cần phải tìm cách điều trị duy trì quân bình âm dương trong cơ thể. Tức là đây chúng thường có nói với lại tôi thế này, tức là đề nghị tất cả những người tham dự hội thảo hôm nay, nếu mà trường hợp ai có những cái người thân hoặc là những cái người đang bị bệnh ung thư dạng đấy thì cứ làm được thế này, chúng thường sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ miễn phí. Nên tôi nghĩ là cái đó là cái lớn làm nhất. Cái thứ hai là hướng nghiên cứu và những giải pháp để đạt được những mục tiêu đề ra. Cái tổ làm thứ nhất là hợp tác cùng nghiên cứu và điều trị, tức là chúng ta hợp tác với nhau chia sẻ. Hai
là hỗ trợ về mặt dược thảo khi cần thiết. Đấy, ví dụ như anh Sáng là những cái nơi mà cũng trùng về các cái thuốc về đông y, thế thì có thể hợp tác tiếp với lại Công Tưởng và chỗ anh Vinh và vân vân, tức là nhiều người khác nữa, để trao đổi thường xuyên với nhau và với các nhà khoa học về ung thư và chúng Tưởng, để làm sao chúng ta cộng hưởng lao động sáng tạo. Bốn là bảo vệ những cái quan điểm mà chúng ta đã thống nhất với nhau chương trình chia sẻ hôm nay, thế mà tin tưởng nhau để giúp cho đất nước phát triển thành công về phía chữa bệnh ung thư này.